vì là cảnh giới có thể ở trong tất cả kiếp tu bổ tát hạnh thành tựu viên mãn biển đại nguyện vì là cảnh giới của bậc có thể ở trong biển pháp giới dùng trí huệ quang thanh tịnh diệt trừ vô minh ám chướng vì là cảnh giới của bậc có thể dùng một niệm trí huệ quang minh chiếu khắp tất cả biển phương tiện ba đời ta nương thần lực của phật nay vì ngươi nói. Thiện nam tử, vào thủa quá khứ, trải qua số kiếp, nhiều như số hạt bụi cõi Phật. Bấy giờ có kiếp, tên là viên mãn thanh tịnh. Thế giới tên là tỳ lô giá na đại oai đức, có chư Phật nhiều như số hạt bụi núi tu di xuất hiện ra đời. Phật thế giới đó dùng tất cả hương vương ma ni báu làm thẻ, các báu trang nghiêm trụ trên biển vô cấu quang minh mani vương thế giới đó hình tròn sạch và dơ hợp thành tất cả đồ trang nghiêm chướng mây che phủ phía trên tất cả trang nghiêm mani luân sơn bao quanh ngàn vòng có mười vạn ức na do tha bốn thiên hạ đều trang nghiêm tốt đẹp hoặc có bốn thiên hạ chúng sinh ác nghiệp ở trong đó hoặc có bốn thiên hạ chúng sinh tạp nghiệp ở trong đó hoặc có bốn thiên hạ chúng sinh căn lành ở trong đó hoặc có bốn thiên hạ các đại bồ tát thuần thanh tịnh ở trong đó bên cạnh núi luân vi bờ mé phía đông thế giới đó có bốn thiên hạ tên là bảo đăng hoa tràng cõi nước thanh tịnh thức ăn uống phong phú đầy đủ không cần trồng trọt mà lúa mọc tươi tốt cung điện lầu cát thảy đều đẹp lạ các cây như ý thẳng hàng khắp nơi đủ thứ cây thơm luôn tỏa ra mây thơm đủ thứ cây tràng hoa luôn sinh ra mây tràng hoa đủ thứ cây hoa thường mưa xuống hoa đẹp đủ thứ cây báu sinh ra các báu lạ vô lượng màu sắc ánh sáng chiếu sáng chung quanh các cây âm nhạc vang ra các thứ âm nhạc theo gió thổi động phát ra âm thanh vi diệu ánh sáng mặt trời mặt trăng mani vương báu chiếu khắp tất cả ngày đêm hưởng thọ an vui không khi nào gián đoạn bốn thiên hạ đó có trăm vạn ức na do tha các cõi nước vương quốc mỗi cõi nước đều có ngàn con sông lớn chảy khắp chung quanh mỗi con sông đều có các hoa đẹp phủ trên mặt nước theo dòng chảy lưu động vang ra âm nhạc trời tất cả cây báu mọc bên bờ sông nghiêm sức đủ thứ đẹp lạ ghe thuyền qua lại vui chơi thỏa thích giữa mỗi dòng sông có trăm vạn ước thành mỗi thành đều có trăm vạn ước na do tha xóm làng tất cả thành ấp xóm làng như vậy đều có vô lượng trăm ngàn ước na do tha cung điện vườn rừng bao bọc chung quanh bốn thiên hạ đó trong diêm phù đề có một cõi nước tên là bảo hoa đăng an ổn sung túc nhân dân thịnh vượng chúng sinh trong đó đều tu hành thập thiện có vị chuyển luân thánh vương xuất hiện trong cõi nước đó tên là tỳ lô giá na diệu bảo liên hoa kế đột nhiên sinh ra trong hoa sen có ba mươi hai tướng tốt trang nghiêm thân đầy đủ bảy báu